Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Khóa cửa, khóa cửa, khóa cửa. Không thôi, mình đang nói chuyện như này các bạn biết không? Cái có một người homeless hay là có người nào đó tới mở cửa, xe ra một cái là mình hết bỏ chạy rồi. Hết chạy. Còn mình còn mình đóng khóa cửa lại đó thì mình còn có thời gian để mình nổ máy xe để mình đi. Không? Ok. Hôm nay là ngày 10 hả? Wow. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2024. Chỉ còn độ khoảng đâu một tháng nữa thôi là mình sẽ qua 2025. Thời gian lẹ quá. Cũng như tới Noel xong rồi tới Tết Tây và tới ngày đám giỗ ngày em xa ba em 7 năm rồi đó, lẹ quá. Ok, mời quý vị khán giả một miếng cà phê muối nha. À, có một cô hôm qua gọi hỏi cà phê muối là cái gì, thì cà phê đây là cái công thức của cà phê muối, chỉ cần uống á thì đưa cái này vào trong chụp cái màn ảnh này lại, đưa cho nhân chỗ tiệm Starbucks, nhân viên Starbucks đó, họ sẽ làm cho mình theo cái công thức này rất là ngon. Các bạn biết đó, nó lạ một cái chỗ này nè, em mua cà phê muối thường xuyên lắm, nhưng mà sau khi mà ông Trump ông đậu đắc cử đó, lúc trước em trả cái ly cà phê muối là 6 đô, còn sau khi ông đắc cử đó, bây giờ nó xuống còn có 5 đô 80 sen, giảm được 20 sen đó các bạn. Không biết lý do gì mà sau khi ông Trump đắc cử thì cái tờ cà phê muối này nó xuống được 20 sen. Chắc có lẽ là Starbucks ăn mừng hay sao đó, em không biết tại sao mà bị giảm. Kỳ rồi em đi bên kia cũng chỉ có 5 đồng 80, em nghĩ là chắc là hôm nay nó tính lộn 20 sen thôi, kể có 20 sen không sao, anh nhẹ qua đây mua mới nhiều lần sau thì cũng vẫn tính 5 đồng 80 sen, cho nên là biết là nó xuống 20 sen rồi các bạn. Mời quý vị khán giả ăn miếng cà phê nha. Ngon lắm các bạn. Ngày mai á là ngày lễ Veteran Day, tức là ngày lễ của những việc tưởng nhớ của những người cựu chiến binh. Ngon quá. Uống cái này đó là rất là ghiền. Cà Việt Nam chúng ta đó thì có cà phê trứng mà nó có mọi người uống được, có người uống không được, tùy theo cái độ dị ứng của mình. Có nhiều người cái bộ tiêu hóa đó nó không được tốt, cho nên khi mình uống cà phê trứng vô đó cái mình bắt đầu mình bị tào tháo dí đó, cho nên ăn thua cái bộ tiêu hóa của mình rồi các bạn. Thì nói chung là cái gì cũng vậy, mỗi cái cơ địa của mỗi người nó đều có một cái những cái vấn đề nó khác nhau. Hôm nay thì để em coi, hôm qua em chia sẻ cái bài của anh Quang Minh phải không? Quang Minh có ấy ok, thì hôm qua em có chia sẻ về anh Quang Minh và cũng như thầy Minh Tuệ. Bây giờ các bạn biết á, cộng đồng mạng xôn xao về cái sự việc của xôn xao về cái sự việc của Minh Quang Minh lắm các bạn. Của sự việc của anh Quang Minh á. Có người chỉ trích và có người này, có người nọ đùm tùm lum thứ á, bị cộng đồng mạng chửi quá trời luôn. Tại vì lấy một con vợ mà bằng tuổi với là con gái lớn của mình ở năm 96 đó các bạn, cho nên bị người ta lên án. Ok, chúc Lộc Lê Tâm Thiện luôn bình an, khỏe mạnh. Cảm ơn chị chị Lưu Nguyễn. Nè, cà phê đường tôm tiền thì phải ngon hơn cà phê nhà rồi anh. Đúng rồi nè Bình Nguyễn, cà phê mua là lúc nào mình cũng tốn tiền ha. Cảm ơn chị cô Diệu Anh. Biết rất nhiều mọi thứ ấy, không ai trọn vẹn cả. Dạ đúng rồi chị, không ai trọn vẹn hả. Ông Tu nói sâu xa, mình từ từ mình hiểu.
Còn mấy người nói học đạo Phật nhiều câu nói của thầy không hiểu sâu xa, rồi nói thầy nói bậy. Thầy Minh Tuệ ổng tu, ổng nói sâu xa mình từ từ mình hiểu. Còn mấy người nói có học đạo Phật nhiều câu nói của thầy không hiểu sâu xa, nói bậy nói bạ. Dạ đúng rồi đó. Càng lời với bà Hằng, bà ý có từ thiện cả đời cũng không rửa hết tội. Hình như bà Hằng bả lên xin lỗi, nhưng mà cái clip xin lỗi đó không biết là bao lâu rồi, trước khi đi tù hay sau khi đi tù. Nhưng mà các bạn cũng biết đó, cái chiêu trò của bà Hằng đó là bả lên bả dập tắt lửa người ta, mà dập tắt không lửa nổi, và lửa mà không tắt đó, thì bả tới bả cứu chữa cho bả, tức là bả đi xin lỗi đó các bạn. Là bả đi xin lỗi với nó, tôi đầy hối hận rồi, xin mọi người bỏ qua. Giờ mốt chửi tiếp. Cái chiêu trò đó là thấy rất là quen, đúng không? Thì bây giờ mình nghe thử coi bà Hằng bà xin lỗi cái chuyện gì nha. Đâu rồi cái clip bà xin lỗi, em coi coi. Không biết em có lưu đây không nữa. Cái có một cái đoạn clip bà Hằng bà xin lỗi, em coi coi. Đâu mất tiêu nữa rồi. Để em coi cái bà Hằng bà xin lỗi như thế này nè. Này, tha thứ cho tôi nè các bạn. Đó. Nhưng mà không biết cái này là bao lâu rồi. Nhưng mà không biết xin lỗi ai nha. Hãy nghĩ tới những cái gì mà tôi đã bị tổn thương, và hãy nghĩ đến những cái gì mà tôi đã đóng góp cho xã hội á. Bỏ lỗi cho chắc tôi. Cái này là trước trước khi tôi không bao giờ mà có một cái ý nghĩ là làm cho cộng đồng mạng xôn xao hay là ồn ào hay gì đó, nhưng mà ít nhất thì có cũng có những cái trận như vậy á. Thì nó mới ra mua nó ai, nó trắng ra đen. Ra trắng ra đen cái gì? Chắc cái này là cũ rồi các bạn. Em nghĩ là cũ rồi, em coi thử cái bình luận coi khán giả nói như thế nào trong cái đoạn này nha. Tại vì khán giả rất là hay. Cái đoạn mà bà ta xin lỗi nhưng mà bà không có nói trong đó lúc trước không có nói trong đó là xin lỗi ai và xin lỗi như thế nào và cái lỗi cái vụ dáng gì, chỉ biết là xin lỗi thôi. Nhưng mà các bạn biết cái bà Nguyễn Phương Hằng này đây đó, là bà hay chơi chiêu trò lắm. Thì những cái chiêu trò đó là những chiêu trò những người chơi YouTuber các bạn. Thì có nhiều YouTube lên á, quay này ơi nọ chửi này chửi nọ, cuối cùng lấy những cái clip cũ dẹp đi hết, gỡ xuống hết các bạn, để cho người khán giả quên đi chuyện đó. Thì những cái chiêu trò đó là ai cũng làm hết các bạn, người nào cũng vậy. Làm lỗi xong rồi lên khóc lóc rồi xin lỗi đó các bạn. Cái clip ngày xưa tụi mày sẽ bài đi rồi đi nộp 7-8 triệu nha. Vừa gom xin lỗi thiếu thốn tức, phạm lỗi rồi lại xin lỗi như, và xin tha thứ. Clip cũ mọi người ơi, lên like chữ rõ mà, sao xin lỗi thì không công khai vậy? Và có tiếng xin lỗi với thầy không? Like cũ mấy người đừng có tin, nhìn lại tình hình đi. Thì có người cho rằng cái clip bà Hằng xin lỗi này đây rất là cũ. Con mắm này chỉ có tòa án dưới Diêm Vương, Hoa Mai cũng bị chửi. Người tục nhiều người hơn người phàm, đạo đức và tâm địa ác như con quỷ. Lớn rồi bóc phách y. Thôi đi bà già, điên cuồng kia ơi, đi vô T30 đi. Sao thằng Hùng đó đâu mất rồi? Khi kiểu người ta ghét dữ dội, nay xin lỗi người cũng phải gào thét in ỏi. Nhưng mà có một số người nói là cái này là đã cũ rồi các bạn. Có một số người nói cái này là đã cũ rồi đó. Cho nên không biết được cái này là cũ hay mới. Thì bạn giàu có như vậy sao không an phận mà hưởng phước? Tôi bị tổn thương là tôi phản ứng theo kiểu mất. Chị vừa thừa biết nói sức
phạm người tu hành bị nghiệp vị mà cứ cho sướng cái miệng, giả tạo lúc quất người ta vào bên vào lắm mà giờ sao giả vờ hiền từ vậy. Thì các bạn biết mà diễn mà. Cái clip này mấy năm rồi thì có người cũng nói là luôn nó cứ giả. Thì các bạn cũng biết đó là bà Nguyễn Phương Hằng này bả hay cái chơi trò lên khóc lóc rồi lên diễn rồi lên này lên nọ đó các bạn, cho nên mình không có biết được là nó cũ hay mớ. Nhưng mà có một số người đã cho rằng cái clip này đây là clip đã cũ rồi. muốn rồi không ai biết. Muộn rồi không ai biết, sợ sợ việc chứ. Dạ, nhưng mà trong cái lời nói xin lỗi này đây, bả hoàn toàn bả không có nói là xin lỗi ai. Cho nên cái này không nên, mình không có biết được là cũ hay mới. Nhiều khi fan của bả làm lại những cái video này để cho coi như là để cho bả xin lỗi và coi như là binh bả đó bạn. Có nhiều cái bây giờ, cái thời buổi bây giờ nó cắt ghép những cái lời nói họ ráp vô rất là hay. Cho nên đừng có dội tin. Mà Hằng mà nhưng không xin lỗi vì câu cuối. Có rất là nhiều người đã không có đồng ý cho bà xin lỗi. Nhưng mà các bạn cũng biết, từ xưa đến giờ rất là nhiều vụ án bà ta đã làm, bà ta đã khóc, bà ta đã cũng bị chửi và bà ta cũng lên xin lỗi rất là nhiều lần. Nói là tôi hối hận, còn có một kỳ bà nói là tôi không bao giờ livestream nữa. Và cuối cùng cũng lên chửi Excel. Những cái người mà miệng lưỡi điêu hoa như vậy đó, mình không thể nào mình chấp nhận mà mình tin tưởng một con người giống như vậy được các bạn. Cái lời nói nó không có chắc. Nói là cho người này, nói là cho người nọ, cho người kia, người nọ, nhưng mà cuối cùng không có cho. Chẳng hạn như cái gì mà cũng đưa ra 50 tỷ, 50 tỷ, 50 tỷ. Rồi cái vụ của Tịnh Thất Bồng Lai, bả nói cái gì mà ai làm gì mà cho mấy chục tỷ nữa nè. Để coi coi. Quên nữa rồi, nhưng mà cuối cùng không có cái gì hết các bạn. Thì có câu quay đầu là bờ, nhưng mà cái tâm mình có quay hay không? Có rất là nhiều người nói rằng cái video này là cũ nha các bạn, cho nên chắc chắn là sẽ cũ rồi, nên mình không có ấy được. Thì ai mà theo dõi trong cái vụ cái drama này đó, drama của bà Nguyễn Phương Hằng này đã từ trước đến giờ đó, bà chuyên môn bà làm như vậy, lật lọng cái lời nói, cái đảo điên đảo ngược hoài các bạn. Có một cái đoạn video này nữa, bà xin lỗi bỏ qua một bên đi các bạn, không có quan trọng nữa. Ăn thua cái tâm của bà thôi. Nếu như cái miệng mình nói xin lỗi mà cái tâm mình không biết hối lỗi, người ta gọi là sám hối, không biết sám hối thì cũng vô dụng thôi. Một khi mà bà biết sám hối thì bà sẽ không bao giờ tái phạm. Có nhiều thứ mình không cần phải nói bằng lời, mình chỉ nói bằng hành động thôi. Tại nhiều khi bà nói ồ tôi xin lỗi nha, nhưng mà cái hành động của bà vẫn không có kiểm chứng được, vẫn lên chửi người ta, vẫn này vẫn nọ. Cho nên các bạn cũng biết đó, cái đó nó không quan trọng, đúng không? Cái quan trọng là cái mà mình không nói mà mình làm. Chứ mình nói không mà mình không làm, cái đó nó không quan trọng. Thì ngoài cái chuyện đó ra, có nhiều cái đoạn video mà người ta cắt từng khúc đưa lên trên những cái Facebook thì em thấy được, em nghe. Thì ngày hôm nay sáng 10 tây tháng 11, sư Minh Tệ cũng tiếp tục đi đi khất thực nha các bạn. Rất là nhiều người đã đi theo và chào đón ngài mọi từng để mà cho ngài đi khất thực đó các bạn. Thì các bạn biết cái thông tin bây giờ đó là em thấy trong đây này có một cái anh đội cái nón ốm ốm đi theo thầy, hầu như là thầy đi tới đâu thì anh ta đều có mặt ở đó để mà đi bảo vệ. Không biết cái anh đó là ai, cái anh mà ốm ốm đó các bạn. Đây là cái anh mà ốm ốm đó các bạn.
là không biết anh ấy là ai, mà thấy thầy ở đâu là có anh ấy ở đó. Nè. Rồi có những cái đoạn video có một cái đoạn video rất là thấy mà tội nghiệp các bạn. Không biết cái đoạn video này là hồi nào, nhưng mà có một kỳ thầy bị đánh sưng mặt, sưng môi, chảy máu. Khi mình đi tu tập như vậy, người ta ghét mình, người ta tới hại mình. Bất cứ ai cũng vậy, đều có một cái sự cái tai nạn ở trong đó các bạn, gặp một cái kiếp nạn trong đó. Thì bậc chân tu là chuyên môn gặp những cái đại nạn đó. Có một cái đoạn video này coi mà rớt nước mắt đây nha các bạn. À. Tội nghiệp thầy lắm. Này, em cho các bạn xem nha. Đây nè. Đó, cái mặt của thầy đó. Cái môi của thầy bị sưng và cái mặt, cái khúc này bị sưng luôn các bạn. Một đấm vào mồm máu xịt lên, nhưng mà khi họ quất mình đấm mà mình không có nổi sân hận á, con nghĩ là may con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nghiệp giống như cái anh hồi nãy quất đấm đó, như thế anh thấy không, nổi trô lên đã bị đánh đấy các bạn, cái bầm một trệ. Một đấm vào mồm máu xịt lên. Nhưng mà khi họ quất mình đấm mà mình không có nổi sân hận á, con nghĩ là may con học tập công đức thì con mới không từ bi được với họ. Mình từ bi được với họ thì con thấy rất là hạnh phúc, rất là tốt. Khi mà mình từ bi được với họ thì mình mới hạnh phúc. Nhìn cái mặt á bị sưng ở đây nè các bạn, rồi cái môi bị sưng đây nè, tội lắm. Đó, nhìn cái cảnh đó mà phải tội nghiệp luôn. Cho nên sân mũ luôn mà vẫn không sân hận kính phục ngài. Thì cái này là đã cũ rồi, nhưng mà không biết là bị đánh hồi từ lúc nào. Cho nên các bạn cũng thấy đó, bây giờ tại sao mà thầy Minh Tuệ đó, ngài đi ra đường lại có những người bảo vệ, lại để tránh những con quỷ mà tớ hãm hại thầy. Cho nên những người hộ pháp đó đó phải đi bên cạnh, người ta gọi là vệ sĩ. Vệ sĩ là người đời, mình hộ pháp là người trong đạo, thì đi theo để mà bảo vệ, để tránh những cái tình trạng mà tình huống mà xấu xa, để mà gặp gặp những cái tình huống đó các bạn. Cho nên các bạn thấy đó, bất cứ trên con đường nào cũng vậy, mình cũng đều gặp những cái tình huống đó. Thí dụ như bây giờ bà Hằng bả ra đường đi, đừng có dùng tiền để coi được bao nhiêu người tình nguyện bảo vệ bà, đừng dùng tiền nha. Tại bả ra đường bả mướn vệ sĩ, mà vệ sĩ là mướn chứ không phải là tình nguyện. Còn sư Minh Tuệ khác với bả một cái là người ta tình nguyện để mà theo bảo vệ ngài, để mà giúp cho ngài đến được, tìm được cái giải thoát, cái đi tới cái đường mà hạnh đầu đà, tới được mức cuối cùng luôn. Bây giờ các bạn thấy đó, cái sắc mặt, thần sắc của sư Minh Tuệ đó khác với mấy tháng trước. Mấy tháng trước thì còn kiểu như mà chưa có hào quang lắm, còn bây giờ hào quang sáng chiếu cái mặt luôn các bạn. Cho nên các bạn thấy đó, mình tu á, mình muốn biết có kết quả hay không đó, là mình thấy có người theo mình là mình có kết quả. Có người tôn thờ mình là mình có kết quả. Chứ bây giờ có nhiều người sư, tôi hỏi được bao nhiêu người sư mà đi bộ không dùng dép, mà đi được không có dùng gì hết, mà đi được suốt biết bao nhiêu cây số như vậy. Nhất là trong những cái Việt Nam là nhất cái trời nóng đó các bạn. Hình như là ngày Minh Tuệ này đây là người đầu tiên trong lịch sử sau Đức Phật, hình như sau ngày An Nan luôn, như là thờ của Phật đi, sau thờ của Đức Phật thì coi như là hơn 2.000 năm rồi. Coi như thầy ngày Minh Tuệ này đây là người đầu tiên mà đạt được cái mức mà tu theo cái hạnh đầu đà như vậy, và được nhiều người tôn sùng kính nể, muốn gặp mặt để mà người ta coi như người ta nói là để mà lấy cái phước, có chẳng hạn như tớ vước cái chân, cái vước lên cái đầu, lấy cái bệnh bát, lấy nước gì uống, giống như người ta gọi là mình đi chùa xin lọc đầu năm vậy đó các bạn.
Thì những cái đó là những cái mà người ta tin tưởng rằng sẽ đem may mắn, sẽ đem những cái gì đó đến với họ đó. Cho nên là họ đã bù lại như vậy, nên cũng ngay lắm. Và các bạn biết á, trên mạng xã hội có rất là nhiều người muốn thầy Minh Đạo để mà đi gặp cùng với thầy Minh Tuệ. Nhưng mà thầy Minh Đạo có nói rõ rằng thầy chưa có đủ đạo hạnh để mà đi cùng với là thầy Minh Tuệ. Tại vì thầy Minh Tuệ đó ăn một ngày có một lần thôi, khất thực một lần thôi, còn thầy Minh Đạo đó là đang bị bệnh tiểu đường. Cho nên khi mà mình ăn ít quá đường nó xuống, mình không có đồ ăn vô đường nó xuống thì lúc đó càng mệt nữa. Sức khỏe mà các bạn biết, khi mà đường xuống á nó mệt lắm, mồ hôi nó toát ra này nọ, nó toát ra mình chịu không nổi đâu. Cho nên có một vị, có nhiều vị hỏi tại sao thầy Minh Đạo không chịu đi gặp thầy Minh Tuệ. Tại vì mình chưa có được chứng được cái điểm đó, cho nên thầy Minh Đạo rất là ngại để mà gặp thầy Minh Tuệ đó các bạn. Bây giờ mình nghe thầy Minh Đạo chia sẻ nha. Thầy ơi, xong mọi người mời thầy lên thăm thầy Minh Tuệ mà thầy chưa đi với thầy. Thầy biết mọi người và cũng nhờ thầy dẫn đi lên thăm sư Minh Tuệ. Và mọi người suy nghĩ rằng là thầy nên thăm sư Minh Tuệ. Đó. Cũng có người muốn thầy với sư Minh Tuệ phối hợp lại với nhau, hoặc là cùng lắm thì chụp một tấm hình để cho mọi người chiêm ngưỡng. Thầy biết chứ, biết mọi người quý sư Minh Tuệ, kính sư Minh Tuệ, cũng như thương thầy. Nhưng mà thầy ngại, tại vì mình kính sư Minh Tuệ, mình mới suy nghĩ là mình làm được cái gì trong những cái hành động tu tập của sư Minh Tuệ. Không phải là mình ngưỡng mộ, tôn thờ, và mình cùng nhau mình đến mình đảnh lễ và mình xin phục. Và mình phải coi thử là cái hành đầu đà của sư Minh Tuệ mình có làm được hay không. À, chưa chắc gì làm thì được. Mọi người ai cũng tán thán sư Minh Tuệ, nhưng mà quan trọng là mình có hành được hay không. Ví dụ như cái hành ngủ ngồi là tập như thế nào. Cái ngủ ngồi không quá ai làm được đâu các bạn. Thì mình có thực tập được hay không? Ngành này khất thực. Rồi cái hạnh mà, nhất là cái hạnh mà không buồn, không giận, không trách người, luôn từ bi với tất cả mọi người. Thì mình là cái người mà cung kính sư Minh Tuệ, thì xem thử mình làm được cái gì trong cái hạnh đó. À. Và mình làm được một phần thôi. Ví dụ như mình bớt ăn lại thôi, bớt hơn thua lại thôi, bớt tranh chấp lại thôi, luôn nhường nhịn nhau và làm được một phần nào đó, thì mình mới cảm thấy là mình xứng đáng với sư Minh Tuệ. Ví dụ như thầy bây giờ là thầy còn phải nhận tiền của ba tấm, một đồng một cắt gì đó, cũng như thầy đều nhận. À, tức là thầy Minh Đạo còn nhận tiền cho nên không có đủ đạo hạnh. Thầy nghĩ rằng là muôn hạnh lành thì mình phù hợp trong cái hạnh của sư Minh Tuệ được mấy phần trăm. Nên nói thật là thầy ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, bậc đại sĩ, có thể nói là Phật sống của Việt Nam luôn. À. Nhưng mà thầy làm không được. Cái đây là cái trăn trở nhất của cuộc đời thầy. Chỉ có người thánh nhân mới nhìn được thánh nhân thôi nha các bạn. Thầy làm được tính này không được 7-8 tháng rồi, ăn ngọ theo sư Minh Tuệ, nhưng mà đường tuột hoài. Đường tuột là phải tìm cái gì đó ăn. Cho nên ngay cả cái việc đơn giản nhất là ăn ngọ thôi mà thầy chạy theo cũng rất là mệt. Không được bình an, không được kiên định như sư Minh Tuệ. Nên thầy không có muốn gặp sư Minh Tuệ với cái trạng thái là mình chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng, chưa đủ điều kiện, chưa sẵn sàng. Đến với sư Minh Tuệ, đứng hàng ngàn người để đảnh lễ sư Minh Tuệ là cái nhìn của mọi người để nhìn thấy một lần trong đời một bậc kỳ xuất. Đúng vậy. Đó là cái tư duy của mọi người. Còn riêng thầy là thầy nhìn sư Minh Tuệ bằng cái giá trị tâm linh sâu, cung kính về một người. Mình thấy nghĩ mình làm được cái gì như người đó. Và thầy còn nghĩ đến Phật pháp.
nghĩ đến giáo hội, nghĩ đến Đức Phật Thích Ca và nghĩ đời đời tổ tổ. Tại vì xưa nay các bậc mà thành chánh định chánh giác thường hay bị dân gian họ tị hiềm. Mình mà quán chiếu lại các bậc tổ sư nào mà trước khi thành Phật hoặc đang thành Phật đều bị nhân gian kẻ ganh tị hãm hại. Nên mình cũng cẩn thận với sư Minh Tuệ. Nếu ai cũng hùng đến mà làm cho sư Minh Tuệ nổi bật lên trong mạng xã hội thì vô tình đã làm cho sư Minh Tuệ bị kẻ ác họ ghét nhiều hơn. Đó. Và đôi khi là trong 6 năm tu hành của sư Minh Tuệ, có khi một ngày nào đó sư Minh Tuệ bị mất tích. Tại mình đã từng nghe những cái bậc cổ đức bị mất tích, bị hãm hại nên mình ngại lắm. Ngày mới tốt lành xin chúc mọi người có sức khỏe. Cảm ơn đệ tử đã hỏi sư thầy câu hỏi này. Đó, các bạn thấy chưa? Khi mà mạng xã hội càng lan truyền lên thì lại nguy hiểm cho thầy Minh Tuệ. Tại vì cái người mà ganh ghét cả khắp thế giới về ganh ghét về đức hạnh của thầy, cho nên sẽ hãm hại thầy. Các bạn còn biết năm xưa là đức giáo chủ người ta gọi là khất sĩ thầy tổ sư Minh Đăng Quang đó các bạn, thì cũng đã bị mất tích 70 năm hơn rồi, không có ai biết tin tức của ngài ở đâu. Cái thời điểm đó cũng may là truyền thông của cái thời điểm đó là không có bằng như bây giờ, mà còn bị mất tích đó các bạn. Cho nên ngài Minh Đạo này đây có nói là cái đó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết cũng có một cái tin như thế này là bên chính quyền của Gia Lai không có cho những người, cho phép những người ta quay thầy Minh Tuệ nữa, và bây giờ chỉ có được đài truyền hình của Gia Lai để mà trực tiếp quay để cho khán giả xem, còn YouTuber hay là ai đó không được quay nữa. Thì em nghe cái thông tin như vậy không biết có chính xác hay không. Thì ai mà quay thầy Minh Tuệ mà đăng lên trên mạng thì sẽ bị an ninh mạng dò xét và bị phạt hành chính. Thì cái đó là cái thông tin em nhận được, mới nhận được cách đây vài tiếng đồng hồ, nên không biết có chính xác hay không. Thì làm như vậy cũng tốt, tại vì cộng đồng mạng khi mà người ta quay nhiều quá thì sẽ nguy hiểm cho thầy. Rất là nguy hiểm các bạn. Cho nên bởi vì vậy thầy mất ngày thầy Minh Tuệ mới có rất là nhiều người đi theo để mà bảo vệ, là lý do là an toàn cho thầy. Chứ các bạn biết, mình tuy rằng mình là một người nghèo không có gì hết nhưng mà vẫn bị người ta hại như thường, đó là chuyện có thật. Tại vì cái tiếng tâm của thầy rất là vang rội lên, và cái cảm hứng mà hạnh đầu đà của thầy đã truyền bá khắp nơi, cho nên sẽ có rất là nhiều quỷ sa tăng đến để mà tiêu diệt ngài Minh Tuệ. Cho nên phải có những người mà tình nguyện để mà đi theo bảo vệ ngài, hy sinh vì ngài. Đó là cái chuyện rất là bình thường mà bà Phương Hằng không thể nào mà có được. Mà bà Phương Hằng ra đường mà được nhiều người đi theo bảo vệ đó là phải do bà phải bỏ tiền ra để mà mướn bảo vệ, vệ sĩ đó các bạn. Chứ không bao giờ mà người ta tới tình nguyện người ta bảo vệ miễn phí cho bà đâu. Không có cái chuyện đó. Các bạn thấy, cho nên lúc mà trong Đại Nam đi đâu cũng có người che quanh tay lại hết toàn những người nhân viên của bà không à. Bắt mức thuế mà. Mình có tiền thì mình cứ thuê. Đi đâu cũng có bảo vệ đi theo. Đó là mình thuê. Còn ngài Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ là mình đi ra đường có người tình nguyện hộ pháp. Cái tình nguyện hộ pháp là như thế nào? Đó là do cái đức độ của mình đã đạt được cái đến mức đỉnh đó rồi. Chưa thành Phật thôi. Nhưng mà ngài Minh Đạo này đây cũng nói là thầy Minh Tuệ coi như là một vị Phật sống ở Việt Nam. Cho nên sẽ có rất là nhiều người bên Ấn Độ hay nọ họ sẽ qua rồi để họ được cung kính ở viếng đó, thì đất nước của Việt Nam chúng ta sẽ càng ngày sẽ có nhiều người biết đến nước Việt Nam nhiều hơn, thì họ sẽ đi về Việt Nam tham quan Gia Lai, tham quan viếng Đức Phật. Đức Phật sống mà, giống như Đức Đạt Lai Đạt Ma vậy đó các bạn. Đức Phật sống, và sau này sẽ có nhiều người đi về đó du lịch tham quan hơn nữa. Việt Nam chúng ta tuy rằng đã nổi tiếng trong cộng đồng trong thế giới Á Châu, nhưng mà cũng chưa chắc gì những người khác đều biết đến. Nên bây giờ nhờ cái sự việc này lan tỏa khắp nơi thì du khách sẽ về nhiều hơn. Biết đâu cái đó trong tương lai, biết đâu Việt Nam sẽ phát triển cao hơn nữa, xa hơn nữa, mình đâu biết được các bạn. Khó mà biết được lắm.
thời xưa Đức Phật đã thành đạo, nhưng mà thời đó là cái truyền thông chưa có, nhưng mà bây giờ thì truyền thông là nó mạnh, cho nên biết đâu sẽ được cái người ta gọi là cái thịnh vượng đến nước Việt Nam sau này, mình không biết được cái chuyện nó như thế nào. Thôi em cũng mong chúc các bạn một ngày thật là bình an. Em xin chấm dứt cái video tại đây. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và đặc biệt nhất bình luận cho em biết nha. Hy vọng mọi người hoan hỷ, bỏ qua cho tất cả. Nhưng mà cái lời xin lỗi của bà Hằng phải nên suy nghĩ lại, cái đó cũ hay là mớ. Và xin lỗi ai trong cái câu chuyện này đây? Bây giờ dẫn dắt cộng đồng mạng kinh khủng lắm các bạn. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Xin hẹn các bạn vào video clip kế tiếp. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và đặc biệt nhất là bình luận để cho em biết nha. Xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.